ơn anh Minh Sơn nhé. Xin chào anh Trần Thế Cẩn ạ. Chào anh Bùi Thiện Can ạ. Chiều mới cảm ơn các anh chị đang theo dõi và cổ vũ cho Lực Nguyễn. Nguyễn xin chào chủ nhiệm Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Trung Hòa. Xin chào bạn Kim Yến. Xin chào anh Nguyễn Di Thành ạ. Vâng, lúc này thì Lực Nguyễn cũng không thể chào được hết đầy đủ tất cả các anh các chị. Rất mong các anh các chị thông cảm và Lực Nguyễn sẽ xin chào và xin cảm ơn sau ạ. Để tiếp theo chương trình thì Lực Nguyễn sẽ trình bày tiếp một bài chiều cổ, đó là bài Đạo Lý Một Cành.
lặn bóng âm sao ý tan đi sao tan đi nàng nghĩ rằng nàng ơi ôi ơi nàng nghĩ cứ cứ đêm đêm đi Vâng, em xin chào chị Duyên Hải ạ. Xin chào chị Hà Vũ. Xin chào tất cả các chị đang cổ vũ rất nhiệt tình cho Nguyễn. Để tiếp theo chương trình thì Nguyễn sẽ trình bày một bài hát. Vâng, theo điệu Quân Tử Vô Dịch, bài hát Ký Ức Yên Mô, và Nguyễn sẽ xin song ca cùng với cả với bạn là Dũng Luân. Xin chào soạn giả Hoàng Công Chí. Em xin chào tất cả các anh chị một lần nữa.
em ơi, sông Trinh nước chảy êm đêm ý, anh ơi nơi đây núi Bàng gọi niềm nhớ thương, thăm quê mẹ ấy ta về thành nghĩ thương tìm ký ức thời xưa đó trẻ nhớ đường đi học nghề bao mùa năm sao về thêm nghĩ sang nghĩ xuân ta ngắm quê hương để tiếp theo chương trình thì mình sẽ trình bày tiếp một điệu chiếu cổ, đó là điệu của Đào Liễu ạ. Cháu cảm ơn chú Nguyễn Xuân Mến rất nhiều ạ. Đào Liễu có một lý mình, em đi đợi cô nàng ơi. Đào Liễu có một lý mình ấy kia ai mai đang còn gánh nặng mà để nhận trình. Nhận đi trình đường xa dẫu ta
cảm ơn 10 tình yêu, 11 tình yêu ạ, đang theo dõi và cổ vũ cho Nụ Nguyễn. Tiếp theo chương trình, Nụ Nguyễn xin trình bày điệu Con Nhện Song Bổng. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, y học Việt Nam xuất hiện một bài thuốc có khả năng chữa dứt điểm chứng mất ngủ, cải thiện tình cảm ơn 20 tình yêu đã đang theo dõi và cổ vũ cho Nụ Nguyễn. Nụ Nguyễn xin chào anh Nguyễn Thành Đô ạ. Xin chào chị Hương Loan. Xin chào tất cả nhà. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã đang theo dõi và cổ vũ cho Nụ Nguyễn. Và tiếp theo chương trình, Nụ Nguyễn cũng xin trình bày tiếp một bài chiều cổ và chạy song ca cùng với Hay Hết Việc ạ. Đó là
bài Sử Truyện. Xin mời cả nhà cùng nghe nhé. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã cổ vũ rất nhiệt tình cho Nụ Nguyễn từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Xin chào chào bạn Nhàn Chu, chào bạn chào chị Tươi Niu, chào anh Thanh Bình. Xin chào tất cả cả nhà đang theo dõi và cổ vũ cho Nụ Nguyễn. Tiếp theo chương trình, Nụ Nguyễn sẽ trình bày một sáng tác rất là hay của soạn giả Anna Hải Minh. Đó là bài Thăm Bến Không Chồng. Xin mời cả nhà cùng nghe. Chào bạn Tuấn Nguyệt.
Chào anh Nguyễn Duy Thành. Xin chào tất cả các anh các chị một lần nữa. Và tiếp theo chương trình sẽ trình bày một bài chèo cổ Tình Thư Hạ Vị. Và Nùng Nguyễn sẽ song ca cùng với nghệ sĩ Nguyễn Văn Hai ạ. Chú Long nàng ơi, ngoài vườn trăng đang tỏ, hoa đượm sương tươi nở, phong cảnh thật hữu tình. Muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân.
Vâng, em xin chào anh Tiến Lâm ạ. Xin chào chị Hà Vũ một lần nữa. Xin chào tất cả các anh các chị đang theo dõi và cổ vũ cho Nụ Nguyễn. Tiếp theo chương trình, Nụ Nguyễn sẽ trình bày điệu hát du đào liễu được trích trong vở Tâm Cám. Hãy subscribe.
Vâng, cảm ơn các anh các chị đã cổ vũ rất nhiệt tình cho Hữu Nguyễn. Đã tiếp theo chương trình, Hữu Nguyễn sẽ trình bày một sáng tác của soạn giả Mai Văn Nạm, bài Mưa Ấm Tình Quê, và Hữu Nguyễn sẽ trình bày cùng với ca sĩ Bùi Quốc Bộ.
Vâng, và để tiếp theo chương trình thì Lụ Nguyễn sẽ trình bày một bài hát theo điệu Tò Vò, bài Lời Ca Dân Mẹ. Thank you.
này thì Lục Nguyên cũng chưa học mấy, cho nên bài và chữ thì cũng không được khớp lắm, thành ra là về nhịp phách thì cũng không được tốt lắm, mong các anh chị thông cảm. Và tiếp theo chương trình chuẩn bị đón xuân rồi thì Lục Nguyên sẽ trình bày một bài hát văn của soạn giả Mai Văn Nạn, và có không khí Tết vui nhộn một chút, đó là bài Tình Xuân Xin Gửi Nơi Quê. Xin mời cả nhà cùng nghe. Yeah.
Vâng, Nùng Nguyễn rất là vui. Hôm nay là lần đầu tiên Nùng Nguyễn nên tham gia giao lưu tại Hội Chiếu Cổ và đã được các chị cổ vũ động viên rất là nhiệt tình. Bây giờ thời gian cũng đã muộn rồi, Nùng Nguyễn xin phép được dừng chương trình tại đây. Một lần nữa xin chúc sức khỏe tất cả các anh, các chị và các bạn. Và xin chúc tất cả sẽ có một đêm ngon giấc. Xin chào tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.